Nam ở đây đã trồng rau mùng tơi và rau đậu bắp theo hướng hữu cơ, một trong những mô hình trồng rau theo mô hình hữu cơ của Trạm Xanh, và các bạn hãy cùng theo chân mình nhé. Cây đậu bắp này của chị trồng được bao lâu rồi ạ? Cây đậu bắp trong vườn nhà chị thì trồng được hơn 3 tháng rồi em. Bây giờ chị đang thu hoạch lứa thứ 3 để chị mang ra trồng. Ui, cây nhỏ như thế này mà đã được lứa thứ 3 rồi á chị? Ừ đúng rồi em, chị trồng hơn 3 tháng rồi, cũng được lứa thứ 3 rồi, cây phát triển rất là nhanh. Dạ vâng ạ. Thì em thấy đậu bắp của nhà chị là to và cái mã này nó rất là đẹp, rất là bóng bẩy này. Không phải chõi thì chị có cái bí quyết gì không ạ? Cái vườn rau đậu bắp nhà chị thì là chị ít sử dụng phân hóa học lắm. Chị dùng cái chế phẩm DVO của Trạm Xanh. Thì chị khi mà sử dụng cái chế phẩm đấy thì chị thấy tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Ví dụ như là chị có thể tận dụng ngay cái nguồn rác hữu cơ tại gia đình luôn. Ví dụ như là khi mà chị sử dụng xong xong một ngày mà chị chế biến thực phẩm cho cả nhà ăn xong, đó là chị sẽ phân loại rác. Rác nào hữu cơ thì chị sẽ để trong một cái thùng, sau đó là chị dùng cái chế phẩm. Ví dụ như là vỏ trứng này, những cái vỏ của củ quả hoặc là những cái lá cây hoặc là những cái lá thân cây già thì chị cho vào thùng, sau đó là chị dùng cái chế phẩm DVO của công ty Trạm Xanh, sau đó là chị sẽ tưới. Sau khi mà cho vào cái thùng đấy rồi thì chị tưới cái chế phẩm DVO của Trạm Xanh lên, sau khoảng tầm 30 ngày chị ủ trong cái thùng đấy, khoảng tầm 30 ngày sau khi thì thấy cái rác hữu cơ của chị nó đã hoai mục rồi, nó đã ngấm những cái chế phẩm của Trạm Xanh rồi, sau đó là chị đi tưới cho cây. Thì khi tưới thì chị thấy là sau khi tưới xong thì chị dùng những cái rác hữu cơ mà chưa phân hủy hết thì chị ủ lên những cái gốc cây, thì thấy đất nó rất là tơi xốp, cây thì lên rất là khỏe mạnh, khi nó ra hoa thì thấy không hay bị rụng hoa, và khi nó kết trái thì cái trái nó rất là chắc chắn và nó không hay bị rụng, và ăn thì cái chất lượng nó rất là tốt, nên là chị cũng tin tưởng sản phẩm và sử dụng rất là lâu dài. Khi mà sử dụng xong thì chị thấy cái đất nó rất là tơi xốp, thì không phải là trồng mỗi cây đậu bắp mà trên cái đất đấy nó rất là phù hợp và các loại cây khác chị cũng có thể trồng được, và đất nó rất là tơi xốp mà cái cây nó lên nó rất khỏe mạnh, chị không phải dùng những cái phân hóa học hoặc là không phải dùng những thuốc bảo vệ thực vật, hoặc là chị không phải dùng nhiều cái phân hóa học của chị bón cho cây, mà chị dùng chế phẩm video chị từ rác hữu cơ. Chị ơi, cho em hỏi một chút là chị dùng rác tại nhà ấy thì nó có bị mùi không ạ? Chị cũng sử dụng và ủ rất là nhiều lần rồi, chị thấy nó không có mùi, nó rất là thân thiện với môi trường em ạ. Nên là chị sử dụng cũng nhiều rồi, không phải là cho riêng cây đậu bắp và một số loại cây rau của nhà chị nữa. Chị ơi, ngoài đậu bắp này chị trồng không ạ? Ngoài cái vườn đậu bắp của nhà chị đang trồng ở đây thì là chị có trồng thêm một số loại rau, ví dụ như rau mùng tơi hoặc là cây rau tay hoặc là một số loại cây khác. Thì bên vườn bên cạnh nhà chị đó, chị trồng đấy, em có sang đấy xem không? Xem tham quan vườn nhà chị. Rất là nhiều loại rau luôn, và chị còn trồng hữu cơ là chủ yếu ạ. Thì bây giờ chị dẫn em ra vườn nhé. Rồi chị dẫn em đi nhé. Vâng, tham quan vườn nhà chị đi. Xong chỉ một hai một lứa hai lứa, sau đó là mọi người không thể thu hoạch tiếp được nữa. Còn đối với chị thì chị dùng cái chế phẩm VBO của Trạm Xanh, chị dùng cái rác thải hữu cơ và chị ủ những cái rác thải hữu cơ đó tại trong gia đình luôn, chị tận dụng được những cái phân bón đấy từ trong gia đình luôn. Ví dụ như là rác thải hữu cơ thì chị phân loại ra, sau đó là chị dùng chế phẩm VBO của Trạm Xanh, chị tưới lên những cái rác mà sau khi chị đã cắt cho vào thùng, sau đó là chị tưới những chế phẩm đấy lên. Sau đó khi mà chị tưới chế phẩm lên khoảng tầm hơn một tháng thì chị mang ra chị tưới cho cây, sau đó là chị thấy cây nó phát triển rất là tốt và cái sâu bệnh nó cũng ít gặp em ạ, và chị cũng không phải sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật nào ngoài cái dùng chế phẩm DVO chị tưới cho cây. Em thấy vườn rau của chị bảo là đây là thu hoạch được thứ 3 rồi ấy, mà em thấy vẫn rất là nhiều ngọn và lá rất là to ấy chị, thì chị có cái bí quyết gì không ạ? Cái vườn rau nhà chị á là bây giờ đang thu hoạch lứa thứ 3 để mang ra ngoài chợ bán em ạ. Còn chị thấy một số hộ gia đình ấy thì là thường là thu được thu hoạch đến hết lứa thứ 2 là hầu như là phải nhổ bỏ cây rồi để mình trồng loại cây khác rồi.
Nhưng mà vườn rau nhà chị thì hiện tại đang thu hoạch lứa thứ 3 mà em thấy đấy. Giờ lá nó vẫn là còn lên xanh tốt và rất là cho hiệu quả kinh tế rất là cao. Thì chị thường thì chị sử dụng cái rác thải hữu cơ ấy, em thì là nó rất là bền. Nó rất là bền. Chị dùng cái rác thải sinh hoạt, chị tận dụng cái rác thải sinh hoạt trong gia đình luôn. Sau đó là chị phân loại rác ra, sau đó là chị ủ cái thùng phân loại rác, rác hữu cơ thì chị sẽ tận dụng lại cho cái thùng, sau đó là chị cắt nhỏ ra, sau đó chị dùng cái chế phẩm video của công ty Trạng Xanh, sau đó là chị tưới lên những cái rác hữu cơ mà chị đã phân loại và chị đã cắt nhỏ ra, sau đó là sau khoảng tầm 30 ngày chị ủ thì chị thấy cái rác hữu cơ của chị nó đã phân hủy rồi, thì chị đi chị tưới cho cây. Thì khi tưới cho cây một thời gian thì chị thấy là cây của chị đang sinh trưởng rất là khỏe và hầu như là không bị sâu bệnh gì, nên là chị không phải dùng bất kỳ một loại thuốc bảo vệ thực vật nào để bảo vệ cây cả. Nên là chị thấy là khi mà thu hoạch thì cây nó cái lá cây em thấy lá rất là to và khỏe, không bị sâu bệnh gì hết, nên là chị rất là yên tâm khi sử dụng cái chế phẩm video của Trạng Xanh.